Thầy chào các em học sinh lớp 9. Trong video hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn các em giải một câu bài tập nâng cao về hệ thức VS cho phương trình 3x bình phương trừ 4x cộng m bằng 0. Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x1, x2 thỏa x1 bằng 3x2. Thì chúng ta nhớ là phương trình mà có hai nghiệm phân biệt á, phương trình bậc 2 á, phương trình bậc 2 nè. AX bình phương cộng BX cộng C á, bằng 0, A khác 0, có hai nghiệm phân biệt X1, X2 khi và chỉ khi là delta hoặc delta phải lớn 0. Nghe chưa? Đây nè, hai nghiệm phân biệt nè. Rồi, chúng ta làm một ý đầu tiên trước nè. Ý thứ nhất là phương trình có hai nghiệm phân biệt x1, x2 khi và chỉ khi. Ở đây thì b chẵn, b bằng trừ 4 là chẵn rồi. Chúng ta dùng delta phải tương đương delta phải lớn 0. Và tương đương delta phải là bằng b phải bình phương trừ ac. B phải là B chia 2. Lưu ý này, B phải là bằng B chia 2. B là trừ 4, chia 2 là bằng trừ 2. Vậy là delta phải, nhớ đi thầy luôn này, delta phải là bằng B phải bình phương trừ đi cho AC. Được không? Vậy B phải đây là trừ 2 bình phương đây. Trừ AC, A là 3 này. A bằng 3. B là bằng bằng trừ 4. Vậy chúng ta cần B phải thôi. B phải bằng trừ 2. Còn C thì bằng bằng M. Nhớ nha. Vậy trừ AC là trừ cho 3. Nhân cho C là nhân cho M. Cho lớn 0. Vậy tương đương nè. Trừ 2 tất cả bình phương là bằng trừ 2 nhân trừ 2 là bằng 4. 4. Trừ 3 nhân M là trừ 3M. 4 trừ 3M lớn 0. Rồi chúng ta chuyển trừ 3m sang bên phải. Vậy tương đương với 3m bé hơn 4. Vậy thì m bé hơn 4 phần 3. Rồi nhớ điều kiện nha. Thứ hai là chúng ta có là hệ thức VS là x1 cộng x2 bằng trừ b chia a. x1 nhân x2 bằng c chia a. Và đề họ cho mình là x1 bằng 3x2. Chỗ này nữa. Theo hệ thức VS. Theo hệ thức VS. Và đề bài ta có. Đề bài họ cho mình là gì? Họ cho mình là x1 bằng 3x2 á. Theo hệ thức VS và đề bài ta có. Ta có cái hệ phương trình này. Thứ nhất là hệ thức VS là x1 cộng x2 và x1 nhân x2. x1 cộng x2 bằng trừ b chia a. x1 nhân x2 là c chia a. Còn theo đề mình có là x1 bằng 3x2. Rồi, b là trừ 4. Vậy trừ b chia a là trừ, dấu trừ nè, của trừ 4 chia a là chia cho 3, là bằng 4 phần 3 nha. x1 nhân x2 bằng c chia a. C là m, chia a là chia cho 3. Vậy là m chia 3. Rồi. Ở đây nè, chúng ta để ý nè. Chúng ta xem như là x1 cộng x2 bằng 4 phần 3 là phương trình 1. Phương trình 2 là x1 nhân x2 là bằng m chia 3 là phương trình 2. Còn phương trình 3 là x1 bằng 3x2. x1 cộng x2 bằng 4 phần 3, x1 bằng 3x2. Từ đây thầy sẽ tìm được x1, x2. Rồi thầy giải nha. Tương đương nè. Giải được x1, x2. Mình nhốt ở ngoài đi. Và x1 nhân x2 thì bằng m chia 3. Rồi. Mình giải nhốt nha. Chúng ta có x1 cộng x2 á, là bằng 4 phần 3. Mà x1 thì bằng 3 lần x2. Dùng phương pháp thế thôi. Rồi,
x1 mình thay bảng 3x2 nha. Vậy là 3x2 cộng cho x2 bằng 4 phần 3. 3x2 cộng 1x2 là 3 con gà, cộng 1 con gà là 4 con gà, là 4 lần x2 này bằng 4 phần 3. Rồi và x2 sẽ bằng gì? 4 phần 3 đem chia cho 4. Thì x2 sẽ bằng 4 phần 3 chia 4 đây. 4 phần 3 đem chia cho 4 là bằng 1 phần 3, ok chưa? X2 bằng 1 phần 3. Rồi ghi vô. X2 là 1 phần 3 nha. Rồi. Giờ tìm x1 nè. X1 thì bằng 3x2. Vậy 3 nhân x2 đúng không? X1 bằng 3 nhân x2. Vậy bằng 3 nhân cho 1 phần 3. Rút gọn cho 3 là bằng 1. X1 bằng 1. X2 bằng 1 phần 3. Và chúng ta thay x1 x2 vào phương trình số 3 này là sao không ta? Rồi suy ra x1 thay bằng 1 này, x2 thay bằng 1 phần 3 là 1 nhân 1 phần 3 thì bằng m chia 3. Rồi rút gọn hai vế cho 3 đi là bằng 1 bằng m, có nghĩa là m bằng 1. Điều kiện là m nhỏ hơn 4 phần 3. Vậy thì 4 phần 3 là 1,33. Do đó thì 1 phần 3 này, 1 mà 1 nhận ra bằng 1 là nhỏ 1 phần 3 rồi. Vậy thỏa mãn. À, thỏa sau đi, cái này sau đi. Thỏa sau nha. Thỏa sau. Vậy với M bằng 1 thì thỏa yêu cầu bài toán. Video bài giảng của thầy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các em đã theo dõi. Hẹn gặp các em ở video lần sau. Chào tạm biệt các em.